Ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vừa có hốt công điện về triển khai công tác khắc phục thiệt hại sau bão và ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn ngập úng đô thị, theo đó đề kỵ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện theo địa bàn quản lý là tổng chủ huy khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn theo phân cấp trách nhiệm được giao, lưu ý đảm bảo công tác phòng chống COVID-19 tại các điểm sơ tán, tuân thủ kim quy định 5K của Bộ Y tế. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hứng thực hiện việc quản lý cho các chủ phương tiện tàu thuyền xuất bến ra khơi theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hứng đã quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án dọn dẹp sát, xử lý vệ sinh môi trường sau bão. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương đơn vị liên quan xử lý khắc phục sớm các cây xanh gã đổ trên các tuyến đường quốc lộ, các tuyến giao thông chính tạo điều kiện cho giao thông được thông suốt. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý khắc phục thiệt hại trong ngành y tế, đảm bảo việc khám và điều trị bệnh nhân, phun thuốc khử trùng, vệ sinh y tế không để dịch bệnh bùng phát. Sở Công Thương chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng tập trung khắc phục sự cố hệ thống điện bị hư hỏng, chủ động làm việc với hết cục quản lý thị trường Đà Nẵng, Sở Tài chính kiểm tra xử lý bình ổn giá cả thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục thiệt hại trong ngành giáo dục đào tạo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục thiệt hại trong ngành nông nghiệp, các công trình thủy lợi, đê, kè, cảng cá và âu thuyền thọ quang. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khắc phục sự cố thiệt hại trong ngành viễn thông. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu công tác cứu trợ khắc phục thiệt hại cho người dân vùng bị thiên tai kịp thời đúng đối tượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng, công ty thoát nước và xử lý nước thải, vậy ba nhân dân huyện Hòa Vang thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thường xuyên kiểm tra đánh giá an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn.